mối tình đầy thị phi của đại gia Dũng Lò Vôi và bà Hằng Canada. Trải qua bao sóng gió thị phi, tình yêu của bà Hằng và ông Dũng đã cho quả ngọt là bé Huỳnh Hằng Hữu, người thừa kế khối tài sản nghìn tỷ nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Trước khi kết hôn với đại gia Huỳnh Uy Dũng và sinh cho vị đại gia này một cậu quý tử đẹp như mơ, bà Nguyễn Phương Hằng, mẹ tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam, có tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền là Việt kiều Canada, được biết đến với biệt danh Hằng Canada. Bà Hằng có 4 đứa con với 3 người chồng, bao gồm cậu bé tỷ phú 1 tuổi với người chồng hiện tại là ông chủ Đại Nam. Bà cho biết: "Tôi tin vào luật nhân quả, đời tôi thì coi như xong, tôi đâu thể lo cho chúng cả đời được, có chăng là chút phúc đức của cha mẹ để lại cho con cái." Có lẽ chẳng có gì khó hiểu trong quyết định chấn động của ông chủ Đại Nam là cho cậu bé mới 1 tuổi làm chủ tịch hội đồng quản trị cùng làm chủ khối tài sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Khi chứng kiến mối thâm tình khăng khít của ông với người vợ thứ hai, bà Nguyễn Phương Hằng, sau một thời gian sinh sống tại Canada, bà Hằng về Việt Nam và thành lập công ty kinh doanh bất động sản, trồng cao su và mở siêu thị thời trang. Theo lời bà Hằng, bà là một nhà kinh doanh bất động sản, bắt đầu ra đời kiếm tiền từ năm 25 tuổi. Bà cũng là người gặp may mắn trên thương trường và chưa từng thất bại lần nào. Bà Nguyễn Phương Hằng là một người phụ nữ đẹp, mê hột xoàn, xe đẹp và đồ hiệu. Nhưng bà cũng từng khẳng định trên báo giới: "Tôi không phải là người phụ nữ thích xài tiền đàn ông. Những thứ tôi thích thì tôi phải làm ra để hưởng thụ, không sống nhờ vào ai, kể cả là chồng mình." Trước khi về làm vợ của ông Dũng, bà Hằng là vợ của ông Trần Văn Thìn. Hai người đăng ký kết hôn vào tháng 10 năm 2006 và có một con gái chung. Tuy nhiên, ngày 10 tháng 1 năm 2008, Tòa án Nhân dân quận Tân Bình có quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn giữa ông Thìn và bà, giao bà Hằng được trực tiếp nuôi con chung về tài sản chung hai bên tự thỏa thuận. Ngày 8 tháng 6 năm 2010, bà Hằng tổ chức đám cưới với ông Huỳnh Uy Dũng, ông chủ của khu du lịch tâm linh lớn nhất Việt Nam, khu du lịch Đại Nam. Lễ cưới chính thức được diễn ra tại thành Đại Nam, đám cưới quy mô hoành tráng và vô cùng xa xỉ, khiến cho ai cũng phải thán phục. Thời điểm đại gia Dũng Lò Vôi và bà Hằng nảy sinh tình cảm, bà còn vướng bận chuyện hôn nhân với người đàn ông khác. Dạo đó, báo chí đã loan tin rất nhiều về cuộc tranh chấp tài sản của bà và chồng cũ, ít nhiều thông tin liên quan đến ông Dũng Lò Vôi. Sau khi kết hôn với Huỳnh Uy Dũng, bà Hằng đã hai lần đứng ra vạch mặt và tố cáo chồng cũ trong những vụ lùm xùm nhiều tiếng tăm. Bà Nguyễn Phương Hằng cùng với chồng cũ là ông Trần Văn Thìn cùng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nam Long theo tỷ lệ 50-50, đặt trụ sở tại 490/58A Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, để trồng cây cao su, sản xuất và kinh doanh giống cao su và các loại cây công nghiệp. Cuối năm 2007, công ty này giải thể để phân chia tài sản. Bà Nguyễn Phương Hằng được chia 3.623.194 m² đất trồng cây cao su theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng. Tuy nhiên, diện tích vườn cao su này của bà Hằng bị ông Thìn giả mạo chữ ký làm hồ sơ giả để chiếm đoạt. Sau khi phát hiện, bà Nguyễn Phương Hằng đã tố cáo ông Thìn đến công an Bình Phước, nơi này có ra văn bản đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Thìn, nhưng sau đó Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp không phê chuẩn. Bà Hằng tiếp tục tố cáo ông Thìn đến cơ quan tố tụng cấp cao hơn. Đầu năm 2013, bà Nguyễn Phương Hằng đã từng khiến dư luận một phen xôn xao khi đứng ra vạch mặt chồng cũ, chính là người đứng sau những tin đồn ác ý dồn vào bà và chồng mới Huỳnh Uy Dũng. Theo bà Nguyễn Phương Hằng, không phải mới đây mà từ mấy năm nay trước và sau khi kết hôn với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Hằng đã phải gánh chịu bao nhiêu lời đồn thị phi đầy ác ý. Chút bức xúc, bà Hằng cho biết: "Họ đã vu khống, bôi nhọ tôi một cách có hệ thống bằng tờ rơi rải khắp Bình Dương, bằng tin rác trên mạng Internet, bằng chuyên khẩu dân gian, rằng tôi là chị Kim Anh, vợ của ông Nam Cam. Họ vẽ tôi như một nhân vật bất hảo, nổi cộm trong giới giang hồ, là người vô đạo đức. Giờ gần đây, họ gửi nhiều đơn bịa đặt, giả mạo chữ ký, không ghi địa chỉ rõ ràng, tố tôi đi vay các ngân hàng Bắc Á, Techcombank hàng ngàn tỷ đồng. Và họ còn vu khống cả lãnh đạo nhà nước gian xếp nợ nần cho vợ chồng tôi.
họ gửi các tin bịa đặt ấy tới các cơ quan nhà nước, các tòa báo rằng doanh nghiệp của ông Dũng đang xuống dốc. Ông Dũng đã làm sẵn giấy tờ bệnh tâm thần để dọn đường cho mình, còn tôi thì làm giấy bệnh án ung thư. Ngày 31 tháng 5 năm 2012, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Thìn về tội giả mạo hồ sơ. Ngay tại nhà riêng của ông Thìn, đường 1011 Phạm Thế Hiển, phường 5 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra đã phát hiện tịch thu nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của ông Trần Văn Thìn. Nói về mối nhân duyên với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Hằng cho biết: "Tôi không dám đòi hỏi sự công bằng, bởi ai sinh ra và lớn lên cũng mưu cầu hạnh phúc. Và sự thật, ai chẳng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ, như lời của một nhà thơ đã nói. Có những người họ dùng lý trí để chế ngự và bóp chết tình cảm ấy. Nhưng có những người như tôi và anh Dũng dám sống thật một lần cho mình thì cái giá phải trả là điều tất nhiên. Cái giá của tình yêu đích thực đắt lắm." Còn nói về người vợ hai của mình, ông Dũng cho biết: "Phải nói tôi vô cùng may mắn đã tìm thấy một tri kỷ tri ân, một người rất thông minh và bản lĩnh, chính là vợ tôi hiện nay Nguyễn Phương Hằng, đã sát cánh cùng với tôi trong những lúc khốn cùng của cuộc đời. Chính vợ tôi đã thức tỉnh tôi, khóc thay cho tôi và sắp xếp cùng với tôi một lối ra trong danh dự. Vợ tôi đã làm giúp tôi ba điều mà tôi và mọi người đã từng biết về tôi phải công nhận. Điều thứ nhất, dẹp được chuyện mê tín của tôi. Điều thứ hai, khai trương Đại Nam. Nếu để đến năm 2012 thì chắc chắn Đại Nam sẽ chỉ là một đống sắt vụn trong bối cảnh tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay. Điều thứ ba, xóa hết nợ nần, sống trong thanh thản và danh dự." Được biết đến ở thời điểm trước và sau khi ông Huỳnh Uy Dũng bỏ người vợ đầu để đến với bà Nguyễn Phương Hằng, bà Hằng đã trải qua những khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Bà cho biết: "Những người thù ghét muốn giết bà, cho bà là người có tội và bà phải chết. Họ đã vu oan bà là Kim Anh, vợ bé của Nam Cam, đăng tải giải khắp Bình Dương để sỉ nhục với những câu chuyện được họ thiết kế rất bài bản công phu." Bà tự nhận: "Vì tôi mà anh đã bị người đời kết tội, hay tôi đã vì anh mà quên cả sinh mạng mình mong manh lơ lửng. Họ nói anh là người bạc bẽo, mê tôi mà bỏ đi tất cả những người thân yêu. Họ hình dung tôi như một sát thủ hãm hại đời anh nhằm chiếm đoạt Đại Nam và bao vây kinh tế của anh, để cho tôi bỏ chạy. Còn nếu anh sụp đổ thì tại vì tôi. Tôi đã quyết định cuộc chơi nghiệt ngã và thiết kế sẵn cho tôi và con cái một con đường xấu nhất, mà đến giờ phút này mỗi khi tôi mở nhật ký ra xem, bao nhiêu nước mắt cứ tuôn trào." Vượt qua bao sóng gió, bà đã được ở cạnh người đàn ông giàu có bậc nhất Việt Nam, sinh cho ông một cậu quý tử đẹp như thiên thần. Tuy nhiên, bà Hằng vẫn luôn khẳng định bà bên cạnh chồng không phải vì tiền. "Tôi hạnh phúc vì ông xã rất trân trọng và ngưỡng mộ tôi. Tiền tài địa vị của anh không phải là thứ tôi kiếm tìm. Thậm chí chúng còn mang lại cho tôi đau khổ nghiệt ngã và cả hiểm nguy đến tính mạng. Tôi đã phải vượt lên sự sỉ nhục để sống. Tôi và anh đã tìm thấy nhau trong nước mắt, trong tận cùng của sự đau đớn." Với bà, ông Huỳnh Uy Dũng là một đấng trượng phu, một nửa của bà, một người tri kỷ mà bà khẳng định chỉ có cái chết mới chia lìa. Và tình yêu của bà Hằng và ông Dũng đã cho quả ngọt. Cậu bé có tên gọi Huỳnh Hằng Hữu có khuôn mặt giống đại gia Dũng Lò Vôi như đúc, từ khuôn mặt nhìn khôi ngô và rất thông minh. Trong tiệc thôi nôi mừng một tuổi, tiệc thôi nôi được đánh giá là chấn động Sài Thành. Ông Dũng đã có một động thái vô cùng bất ngờ. Ông Dũng và bà Hằng tuyên bố chính thức trao khối tài sản khổng lồ của mình cho cậu bé, gồm khu du lịch Đại Nam, khu công nghiệp Sóng Thần 2, khu dân cư Di An, khu công nghiệp và khu dân cư Sóng Thần 3, tỉnh Bình Dương, khu dân cư Bình Phước. Để tránh chuyện khẩu thuyết vô bằng, lời nói không có chứng thực, ông Dũng còn có thêm động thái xác tín bằng cách lập di chúc trao quyền thừa kế cho bé Hữu. Lý giải về chuyện này, ông Hữu cho biết: "Ông Dũng cho biết, tôi đã làm việc rất chăm chỉ bằng cả trí tuệ và thể xác để có ngày hôm nay, với bao nhiêu vinh nhục, tủi hờn lẫn mất mát. Với tuổi đời 54, tôi đã cảm thấy mình không còn sức nữa. Điều hạnh phúc nhất là tôi đã tìm thấy một niềm tin cao nhất mà vợ chồng của tôi đã thành tâm xin sự hiển linh của trời Phật, tổ tiên, ông bà, cựu huyền thất tổ cho tôi xin một đứa con trai để thay tôi thực hiện ước nguyện, tâm nguyện và thiện nguyện cho đời." Theo những gì ông Dũng chia sẻ, thì vào đúng thời khắc cậu bé Hữu 18 tuổi,
ông sẽ trao toàn bộ khối tài sản của ông cho con. Còn hiện tại, vợ chồng ông và hội đồng giám sát sẽ canh chừng khối tài sản này cho con trai ông. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.